Netshoes là một cái lệnh phổ biến trong Bademax và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái lệnh này. Cái lệnh này có tác dụng biến đổi những cái đối tượng 2D thành những đối tượng mang khối 3D. Chúng ta cùng nhau vẽ một vài đối tượng 2D đầu tiên. Các bạn vào tab khởi tạo, bấm vào cái thành phần tab, chúng ta vẽ circle, vẽ cái đường tròn. Chúng ta có thể vẽ hình sao. Chúng ta có thể vẽ hình rectangle. Để chúng ta ứng dụng cái lệnh này. Thậm chí chúng ta có thể vẽ những đối tượng text. Và tôi bấm ra ngoài vùng màn hình này. Đây những đối tượng mà chúng ta đã thực hành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bấm vào cái hình ngôi nhà nhỏ này để về phối cảnh chúng ta quan sát dễ hơn. Để truy cập vào cái lệnh Netshoes, chúng ta làm như sau. Tôi chọn một cái đối tượng 2D để tôi tác động lệnh. Rồi chọn cái đối tượng circle này. Các bạn qua modify. Các bạn bấm vào dấu mũi tên nhỏ nhỏ này. Hoặc bấm trực tiếp vào cái chữ modify list ở đây. Chuột trái vào. Và cái bảng lệnh nó sẽ thả xuống. Chúng ta nhấn phím E đầu tiên. Bởi vì phím này là phím gợi ý của Netshoes. Các bạn nhấn E đầu tiên và chúng ta thấy rằng là Netshoes ở đây. Các bạn chọn chuột trái vào cái lệnh này. Hoặc là cái dòng chữ xanh này. Các bạn chọn vào. Thì lập tức cái đối tượng của chúng ta ở đây nó được làm liền thành khối, không còn là cái đối tượng 2D nữa. Các bạn muốn khối này cao hay thấp, chúng ta có thể tăng cái thành phần ở màu này. Để tăng khối lên. Positionment này chính là cái phân đoạn lưới theo chiều cao của đối tượng. Cái này trong một vài trường hợp cần thiết chúng ta sẽ dùng thôi. Còn nếu không thì chúng ta nên để nó về không để nó tiết kiệm cái biên dạng lưới, đỡ làm nặng cái file chúng ta hơn. Thành phần cupping chính là thành phần lắp đậy. Giả sử tôi bấm vào cut end, bỏ cái lắp đậy cuối đi. Thì nó sẽ làm rỗng cái thành phần trên này. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây. Hoặc là bỏ phần cap star, bỏ lắp đậy đầu. Còn không, tôi sẽ check một hai dấu này để mặc định cho nó. Bên cạnh đó chúng ta có thể để hiển thị cái biên dạng lưới hình học hay là dạng lưới thôi. Thì tôi khuyên các bạn nên để cái dạng này. Còn các cái dạng kết xuất ở đây gồm path, nó sẽ đơn giản hóa đường lưới chúng ta đi. Nếu các bạn bấm vào mesh là để các biên dạng lưới này, nó sẽ an toàn hơn và đỡ lỗi hơn. Còn bấm vào num thì chúng ta zoom gần lại, các bạn thấy rằng đối tượng chúng ta nó bị hỏng các cái bề mặt. Vì vậy chỉ có thành phần thứ ba là nó hay bị lỗi thôi, chúng ta để thành phần thứ hai mặc định. Còn những cái đối tượng này chúng ta sẽ cùng nhau gặp nó ở những cái bài sau khi mà liên quan đến vật liệu. Ở đây chúng ta có thành phần smooth, có làm mềm hay không. Tôi có thể phóng gần lại, các bạn thấy tôi bỏ smooth đi. Đối tượng chúng ta sẽ bị khô và gãy. Check vào nó sẽ mềm hơn. Vì vậy đối tượng này chúng ta nên để mặc định. Để nguyên. Để bật và tắt các lệnh chút này, chúng ta có thể bấm một cái bóng đèn ở đây. Chúng ta bấm chuột trái một lần, nó sẽ tắt lệnh. Chuột trái một lần nữa, nó sẽ bật lệnh. Và nguyên tắc dùng lệnh ở Modify, nó sẽ có một cái lệnh đè lên, dạng layer. Như kiểu Photoshop. Chúng ta có thể truy cập layer bên dưới ở dưới này. Các bạn bấm vào đây. Các bạn có thể tăng giảm cái Riot lớn lên, thì lẽ chút này cũng sẽ cập nhật làm lớn lên. Nếu các bạn bấm vào đây, cái lệnh của các bạn ở trên này sáng và đối tượng các bạn chỉ hiện những cái đối tượng này thôi, nó không hiện như của tôi, có nghĩa là không hiện kết quả cuối cùng, thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng này để nó hiện. Chúng ta có thể tùy chỉnh và có thể xem nó hiển thị luôn. Còn nếu không muốn, chúng ta bấm vào dấu này đi, nó sẽ không hiện cái kết quả cuối cùng cho chúng ta. Đó là những cái vấn đề liên quan đến lại chút ở đây. Bây giờ tôi muốn cái hình sao của chúng ta nó cũng có lại chút và dùng chính cái chiều cao của cái đối tượng này, thì chúng ta làm như sau. Các bạn chọn đối tượng này, nhấn chặt chuột trái, kéo đối tượng này thả vào cái hình sao này, nó cũng sẽ tự cập nhật với các bạn. Thậm chí chúng ta có thể kéo đối tượng này thả vào cái text này, chúng ta cho phần amount này giảm xuống. Cái đường rectangle này cũng tương tự như vậy. Ta cũng có thể làm như vậy. Chúng ta kéo đối tượng này. Kéo vào. Các bạn nhớ rằng trỏ chuột trái này trúng cái vị trí. Các cái đường sát chúng ta nếu mà trỏ lệch thì nó sẽ không vào đâu. Các bạn bỏ tay ra. Bây giờ nếu mà tôi vẽ một cái đối tượng dạng hình chứng chẳng hạn. Thì nó sẽ xảy ra hiện tượng gì. Ví dụ tôi về một top vẽ. Ví dụ như thế này.
Khi mà tôi add chút thì các bạn chú ý tôi chọn là add chút qua modify, bấm vào bảng lệnh, nhấn phím E cho bàn phím add chút. Các bạn thấy rằng nó không làm liền cái đối tượng khối giữ của tôi nữa, mà nó chỉ làm liền cái đối tượng bao với cái phần giao của hai cái đường line này thôi. Nếu bây giờ tôi vẽ tiếp đối tượng nữa, hoặc là tôi nhấn tổ hợp phím Ctrl V copy vào đối tượng nữa, tôi bắt đầu thu nhỏ lại bằng lệnh scale. Đó. Tiếp theo tôi bắt đầu xóa cái lệnh gì đó. Này chọn hình chứng này, chuột phải. Các bạn convert nó qua dạng Edit Table SPLine để chúng ta xuất hiện ba cái chế độ dạng đỉnh, dạng tuyến, dạng SPLine như là đường line. Sau đó tôi chuột phải vào. Tôi chọn Add Tag để gắn cái đối tượng này và đối tượng này thành một đối tượng. Sau đó bây giờ tôi mới dùng cái lệnh Add Chút, nhấn phím E qua Modify. Thì thấy rằng nó chỉ Add Chút những thành phần nào đó mà bao bọc bởi những cái đường SPLine thôi. Còn nó như những đường này, nó chỉ có một đường, đường đơn, tức là chỉ có một tuyến ngoài và trong, thì nó sẽ chút những cái đối tượng liền mạch bên trong. Còn với đối tượng này, nó không chỉ có một tuyến mà nó sẽ cấu tạo bởi nhiều tuyến, vì vậy nó chút những cái đường giao nhau của các tuyến này. Nó sẽ có những cái thành phần mà nó rỗng. Đây là những cái điểm rất là đặc biệt của cái lệnh chút này. Khi mà các bạn thực hành thì phải nắm được các cái quy luật này để chúng ta vận dụng.